sư phụ, vì chưa đủ lòng tin cho nên con mới hỏi sư phụ để sư phụ khai thị tăng cường lòng tin cho con. Nếu có gì sơ suất thì sư phụ tha thứ. Bạch sư phụ, cũng như sư phụ dạy nãy đó, thì mục đích của sư phụ dạy chúng con tham thiền để giải thoát sanh tử, để hiểu được mình, để làm chủ cho mình và được tự do tự tại. Cái điều đó là tuyệt đối con tin và dứt khoát phải làm theo để đến đạt mục đích đó. Chuyện đó thì con xin để qua một bên. Con muốn hỏi chỗ là, cũng như sư phụ đã kể nhiều câu chuyện về vấn đề mà về bộ não đó, cái sự cấu tạo của bộ não đó, tất nhiên là do phát huy được cái bộ não mà được cái sự diệu dụng nó như vậy, nó hay cùng như vậy. Thì cái điều đó thì ai cũng hoan nghênh và ca ngợi nó. Còn cái vấn đề mà tự tu thiền, chẳng hạn như nói các vị tổ đó, đã là tổ rồi mà nhiều vị thì thấy thần thông không có gì, chẳng hạn như nói là đói ăn khát uống buồn ngủ, hoặc là gánh nước này kia nọ đại khái gì đó. Cũng như sư phụ dạy thì tự do tự cùng khách này kia đại khái gì thôi. Con thấy cũng xin, con thấy cũng không có gì đặc biệt đó sư phụ. Cho nên những điều đó là sư phụ tự bi khai phụ thị cho con. Có cái đặc biệt là sanh tử tự do đó, ở trong lịch sử Thiền Tông Trung Hoa đó đều có ghi rõ ha, chứ không phải là không có đặc biệt ha. Tức là chứng tỏ người chứng tánh chặt để là sinh tử tự do ha. Muốn chết muốn sống là tự do ha. Cũng như có vị tổ thì không có bệnh gì hết ha. Cái mời tất cả môn đồ ha, lại tiệc ha, mà lễ mà từ giá, ăn xong rồi đó thì tự mình vô nằm trong hòm ha, rồi kêu đệ tử phải lại nắp lại rồi nem đi thiêu ha. Thường thường theo thường lệ là người ta lại nắp rồi đóng tình ha, rồi mới nem đi thiêu á ha. Nhưng mà các đệ tử á thấy ổng không có bệnh ha, còn người mạnh mà làm sao mà dám mà đóng tên á, thì nghe rồi cái nắp quan tài á chỉ là đại rồi ha. Rồi á cách 2-3 ngày sau á ha, cũng đâu có dám đem đi thiêu á. Mà có người á thì trong bụng nghi ngờ, không biết là nó chống sao ha. Rồi á cái đen đen mổ cái nắp ra thì ông ngồi dậy ngồi dậy mắng các đệ tử, nói sao mà tụi bay đó theo tôi nhiều năm mà còn không tên tôi á ha. Còn mà không nghe lời tôi còn mổ cái nắp ra ha. Tôi bình thường đã có nói hoài mà ha, tức là cũng như là tôi nói đó, sanh tử tự do mà ha, tại sao quý vị mà còn không tin? Bây giờ thì mới ra quan tài, bây giờ lại tiệc lại ha, rồi ăn xong ha, bây giờ cái tiệc này là cái bằng tiệc ngu si tại ủy ban ngu si à. Bây giờ á sau này ha, tôi nằm vô quan tài á thì phải nghe lời tôi nem đi thiêu à. Nếu mà người mà mở cái nắp quan tài lại thì không phải là đệ tử của ta. Cái lần thứ nhì đó nó mời nem đi thiêu đó à. Còn á có một vị á là cái tiếng tâm á truyền tới ông Doa nha. Thì ông Doa đó sai mà sứ thần đó lại mời ông lại vô kinh thành
lễ mà ông Doa được hỏi thắt. Thì mời một lần, ông từ chối không đi. Mời hai lần, ông cũng từ chối không đi. Cái ông Doa nó phát giận á. À, lần thứ ba thì ông Doa là nói với cái ông mà sư thần đó ha. Nói kỳ này á, nếu mà ông không chịu lại á ha, thì lấy cái đầu của ông lại. Thì á, hồi trước là cái quê quyền của ông Doa đó, ai cũng biết mà ha. Thì ông sư thần lên núi năn nỉ ông, nói hai kỳ trước á thì ông đi không đi không có sao, kỳ này á ông Doa đã dặn như vậy rồi đó ha. Tôi đâu có lấy đạo của ông ha. Nhưng mà tôi không có lấy đạo của ông đó, tôi vừa kinh thành thì đạo của tôi cũng phải bị lấy ha. Bây giờ đó phải tội nghiệp cho tôi đó ha. Bây giờ ly với tôi đi ha. Mà gặp Doa đâu có gì, Doa là rất mà kính trọng mà ha. Thì năng nỉ nó đi cũng được, đi à, đi cũng được, ông đi trước tôi đi sau, thôi mà đi một lượt đi ha. Đi chung mà để tôi mà dập đường tôi mà săn sóc á ha. À, vậy cũng được. Cái nói mới tuyên bố với các đệ tử, nói ê bây giờ tôi muốn ly rồi nè ha. Có ai mà muốn theo tôi ly không? Thì có một vị ra, tôi theo thầy đi ha. Nói con theo thầy đi. Thì thầy hỏi một ngày ly được mấy dặm? 50 dặm. Ê không được. Rồi á có vị khác nói con theo thầy ly được. Nó đi được mấy dặm? 70 dặm. Ê không được. Rồi á có vị kia và nói là con đi được. Nói ngày đi mấy dặm? Nên 90 dặm. À, cũng không được. Mà người này người kia người nào cũng không được. Cuối cùng đó thì giả của ông nói à con đi theo được. Ngày đi được mấy dặm? Không biết. Thầy đến tôi đến. Ờ à, được được được, vậy là được rồi đó. Cái ông ngồi ngay á tịt đèn, còn thị giả thì đứng sau cũng tịt luôn. Ờ à, thì ông quan đó thấy trước mặt quảng sợ á, quay quyền của Doa đó thì á thằng xưa đâu có sợ đâu. Nó muốn đi chừng nào đi mà ha. Thì chỉ có hai chuyện là nhiều lắm ha. Chứ không phải là không có cái đặc biệt á.